viêm VA và thuốc điều trị. Cùng tìm hiểu với tôi trong video ngày hôm nay. Viêm VA là bệnh lý thường gặp ở trẻ từ 1 cho đến 5 tuổi. Tỷ lệ viêm VA vào khoảng từ 20 cho đến 30% trong các bệnh viêm đường hô hấp trên. Bệnh này thì hay tái phát và thường gây biến chứng như viêm tai giữa, viêm xoang, tắc nghẽn đường thở và ảnh hưởng tới sự phát triển sọ mặt của trẻ. Bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Vậy thì đâu chính là nguyên nhân gây ra viêm VA? Có hai nguyên nhân dẫn đến viêm VA. Đầu tiên là virus. Virus thì có cúm, sởi, ho gà, vân vân. Vi khuẩn thì thường thường là liên cầu và tụ cầu. Triệu chứng lâm sàng của viêm VA là như thế nào? Đầu tiên là dạng cấp tính sẽ có các biểu hiện ví dụ như sốt cao, chảy mũi xanh, nghẹt mũi hai bên và tăng dần khi nằm, há miệng thở, bỏ bú, đôi khi thì lại có viêm tai giữa. Ở viêm VA mạn tính thì có những các biểu hiện như sau: trẻ chảy mũi thường xuyên, dịch trong hoặc đục, nhiều khi thì chảy mũi xanh kéo dài, ngạt mũi, ngủ ngáy và có cơn ngừng thở khi ngủ. Trong trường hợp này thì có thể sốt nhẹ hoặc không sốt. Mũi thì có dịch nhầy đục hoặc vàng xanh, VA to hoặc nhỏ nhưng viêm và có dịch nhầy. Vậy điều trị viêm VA như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ vệ sinh như là rửa mũi và khí dung. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc. Thì đầu tiên sẽ là kháng sinh. Thời gian sử dụng kháng sinh là từ 10 cho đến 14 ngày. Chúng ta có thể chọn một trong số các kháng sinh sau. Đầu tiên là nhóm beta-lactam. Đầu tiên là amoxicillin kết hợp với acid clavulanic với liều lượng 50mg trên kg trọng thể trên ngày, chia 2 lần trên ngày. Cephalosporin thì chúng ta có thể chọn một trong những kháng sinh sau đây tùy vào mức độ bệnh. Thêm một chúng ta có cefalexin với liều lượng 50 cho đến 100mg trên kg trọng thể chia 3 lần trên ngày. Thế hệ 2 chúng ta có cefuroxim với liều lượng 30mg trên kg trọng thể chia 2 lần trên ngày. Thế hệ 3 chúng ta có cefuroxim với liều lượng là 10mg trên kg trọng thể trên 2 lần trên ngày. Cefetamet với liều lượng 20mg trên kg trọng thể chia 2 lần trên ngày. Nhóm kháng sinh tiếp theo chúng ta có thể lựa chọn đó là kháng sinh nhóm macronit. Thì trong nhóm này có azithromycin với liều lượng 10 cho đến 20mg trên kg trọng thể một lần duy nhất trong ngày. Riêng kháng sinh này thì chúng ta chỉ cần sử dụng từ 3 cho đến 5 ngày. Tiếp theo là các thuốc điều trị triệu chứng. Thì nếu mà trẻ có sốt thì chúng ta sẽ sử dụng paracetamol với liều lượng từ 10 cho đến 15mg trên kg mỗi 6 giờ. Trong trường hợp mà trẻ có nhiều mũi gây khó chịu, chúng ta có thể sử dụng kháng dị ứng. Ở đây chúng ta có thể dùng clorphenylamin 4mg. Trường hợp cần làm loãng dịch nhầy, chúng ta sử dụng acetylcysteine. Ngoài ra nếu trẻ có ho và sổ mũi, chúng ta có thể sử dụng một số những loại siro hoa cảm thảo dược. Và cuối cùng, việc nạo VA được chỉ định khi điều trị nội khoa thất bại hoặc VA quá phát gây biến chứng.